Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn Các em thân mến, trong chủ đề vẻ đẹp quê hương, chúng mình sẽ cùng nhau đến với một phần kiến thức tiếng Việt vô cùng thú vị. Để biết được kiến thức ấy là gì, cùng cô thực hiện bài tập sau đây nhé. Thoạt nhìn, có thể thấy hai từ này ở cách đọc chỉ thay đổi vị trí cho nhau, khiến người ta dễ nhầm lẫn nói chung một nghĩa. Tuy nhiên, không phải vậy các bạn ạ. Yếu điểm là điểm quan trọng nhất. Trong khi đó, điểm yếu được hiểu là có mức độ năng lực hoặc tác dụng ít kém so với bình thường. Trong trường hợp này, kiên nhẫn là một tính cách mà ai cũng cần. Tuy nhiên, mai lại không có sự kiên nhẫn tức là một người nóng vội điều này sẽ dễ sinh ra những sai sót trong cuộc sống vì thế đây được xem là một điểm yếu như vậy tùy thuộc vào ngữ cảnh văn bản chúng ta cần lựa chọn từ ngữ cho phù hợp phải không nào chúng mình đã đoán được ra kiến thức hôm nay được học là gì chưa đó là lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản bài học của chúng mình bao gồm các phần như sau thứ nhất như thế nào là lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản hay còn gọi là khái niệm thứ hai các thao tác lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản thứ ba tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản và cuối cùng luyện tập để củng cố kiến thức nào cùng nhau đi vào nội dung bài học ngay bây giờ nhé Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên. Như thế nào là lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản? Khi nói hoặc viết, người nói, người viết thường phải huy động vốn từ ngữ đã được tích lũy, trong đó có những từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa để lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất với việc thể hiện nội dung của văn bản nghĩa là khi sử dụng ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết con người cần trau chuốt chọn lọc những từ ngữ sao cho phù hợp với ngữ cảnh khi nói văn bản khi viết sở dĩ tiếng việt có những từ đồng nghĩa và gần nghĩa nhưng không phải trường hợp nào từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế được cho nhau mà phải phụ thuộc vào những hoàn cảnh nội dung nhất định ở đây khái niệm có nhắc đến việc huy động vốn từ ngữ được tích lũy nghĩa là từ ngữ mà người nói người viết đã được học được trau dồi có thể hiểu là vốn từ vựng riêng của từng người ví dụ trong trường hợp sau ca dao dân ca việt nam có những bài diễn tả tình yêu quê hương đất nước con người thật bình dị mà sâu sắc đến khó ngờ liệu ở ví dụ trên tác giả có thể sử dụng từ miêu tả thay cho từ diễn tả được không vì có thể cả hai được hiểu nghĩa gần giống nhau thực ra là không các bạn ạ. Miêu tả là từ để dùng cho mô tả lại sự vật, sự việc, trong khi người viết đang có ý nói đến trạng thái, tình cảm nên việc sử dụng từ diễn tả sẽ hợp lý hơn và khiến người đọc hiểu được trọn vẹn điều mà tác giả muốn mang đến. Như vậy, có thể thấy sử dụng đúng từ ngữ là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong các bài làm văn kiểm tra việc sử dụng từ ngữ vừa đúng vừa hay sẽ là một ưu thế vậy có những thao tác nào để lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản dựa vào sách giáo khoa theo các bạn chúng ta có bao nhiêu bước để thực hiện việc lựa chọn từ ngữ thích hợp trước hết các bạn cần xác định nội dung cần diễn đạt Ví dụ, khi giao tiếp còn biết lắng nghe theo nội dung của câu chuyện, sau đó suy nghĩ nhanh, linh hoạt để đáp lời. Đối với ngôn ngữ nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian để mài dũa ngôn từ nên sự linh hoạt là điều rất quan trọng. Nếu là ngôn ngữ viết, các bạn có thể xác định được chủ đề của đoạn văn, ý nghĩa của câu văn, từ đó lựa chọn từ ngữ cho thích hợp. Tiếp theo, huy động các từ ngữ đồng nghĩa và gần nghĩa. Từ đó, lựa chọn từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện. Như vậy, chúng ta có ba bước rất đơn giản, đúng không nào? Nhưng để thực hiện được những bước trên, mình cũng có những lưu ý mà các bạn cần phải nhớ. Vấn đề đặt ra cho các bạn là, trước khi thực hiện các thao tác lựa chọn từ ngữ thì yêu cầu bắt buộc là gì? chính xác rồi đấy để lựa chọn được từ ngữ thích hợp thì việc đầu tiên là phải có một vốn từ ngữ tốt phong phú vì có nhiều trường hợp người nói người viết muốn diễn tả ý của mình nhưng lại không có ngôn từ đối với ngôn ngữ viết chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn và từ ngữ được dùng trước và sau đó trong một câu văn hoặc đoạn văn ở ý này đang muốn nhắc nhở chúng mình một lỗi ngữ pháp đó là lập từ và sử dụng từ ngữ tạo nên câu tối nghĩa. Nhân dân ta có câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói, chính vì thế khi sử dụng ngôn ngữ nói, các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng những từ, câu được sử dụng vì ngôn từ có sức nặng ghê gớm và cũng có thể tạo nên nhiều hàm ý, hàm ẩn. Vậy Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản có tác dụng gì? Cùng cô đến với phần tiếp theo nhé. Trước hết, cũng là quan trọng nhất, việc lựa chọn đúng từ ngữ phù hợp sẽ giúp diễn đạt chính xác và hiệu quả những gì mình muốn thể hiện. Thứ hai, việc lựa chọn từ ngữ sẽ giúp chúng ta rèn luyện được kỹ năng nói và viết không chỉ đúng mà còn phải hay. Mình cũng sẽ ví dụ sau đây nhé. So với cánh đồng bao la bát ngát cô gái quả rất nhỏ bé mảnh mai các em thấy từ mảnh mai và mảnh khảnh đều có nghĩa là mảnh trông có vẻ yếu tuy nhiên từ mảnh mai lại thể hiện một vẻ đẹp ưa nhìn vì vậy người viết sử dụng từ này để miêu tả vẻ đẹp của cô gái như vậy vừa rồi chúng mình đã được học những kiến thức về việc sử dụng từ ngữ để ôn lại cùng cô thực hiện một vài bài tập sau đây nhé thứ nhất các bạn cùng quan sát lên màn hình đọc đoạn ca dao sau theo các bạn từ phồn hoa được hiểu như thế nào liệu có thể thay thế phồn hoa bằng phồn vinh được không hãy lý giải trước hết các bạn hãy cho cô biết từ phồn hoa nghĩa là gì chính xác rồi đấy phồn hoa được hiểu là một cuộc sống náo nhiệt giàu có xa hoa trong khi đó từ phồn vinh thường dùng để miêu tả một đất nước đang trong giai đoạn giàu có thịnh vượng với ngữ cảnh miêu tả một long thành đông đúc nhộn nhịp như thế thì việc sử dụng từ phồn hoa là chính xác và tất nhiên không thể thay thế bằng từ phồn vinh ở bài tập thứ hai các bạn cũng đọc bài ca giao sau yêu cầu của chúng ta là từ sẵn trong câu ca cá tôm sẵn bắt lúa trời sẵn ăn có nghĩa là gì việc lựa chọn từ sẵn trong bài ca dao này có phù hợp với nội dung mà tác giả muốn thể hiện không vì sao trước hết chúng ta cùng nhau đi giải thích nghĩa của từ sẵn sẵn có thể được hiểu là một trạng thái có thể sử dụng hoặc hành động ngay do được chuẩn bị từ trước bên cạnh đó từ sẵn cũng có thể được hiểu là rất nhiều nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có như vậy theo các bạn trong trường hợp trên, tác giả sử dụng nghĩa nào của từ sẵn? Rất giỏi, tác giả sử dụng nghĩa thứ hai, có thể hiểu sẵn ở đây là sự trù phú mà thiên nhiên ban tặng, ưu đãi cho đồng tháp 10. Như vậy, việc lựa chọn từ sẵn này rất phù hợp với nội dung mà tác giả muốn truyền tải đến mọi người, đó là sự giàu có về cá tôm, lúa trời ở miệng đồng tháp để thực hành thêm nhiều bài tập phong phú hơn chúng mình cùng đón xem video thực hành tiếng việt nhé bài học của chúng mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn